Thưa quý vị, giới siêu giàu trong nước và châu Á thì đã gia tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của Knight Frank thì cho thấy là năm 2018, Việt Nam có tới 142 người siêu giàu, tức là sở hữu từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong 5 năm tới thì Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia sẽ có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới. Với giới thượng lưu trên thế giới thì việc mua một căn nhà hoặc là căn hộ ven biển đó là một trào lưu không còn quá là xa lạ. Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, đã trở thành điểm đến yêu thích của các du khách không chỉ một mà còn nhiều lần trong năm. Và cũng chính bởi lý do này mà nhiều người đã quyết định mua luôn nhà ở đây để có thể đi du lịch nhiều lần. Bên cạnh đó còn có thể cho thuê nhà sinh lời. Yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút các nhà đầu tư đó là vị trí. Theo các công ty bất động sản, các căn hộ có hướng nhìn ra biển luôn nhanh chóng hết hàng, dù giá có cao hơn khá nhiều so với các vị trí khác. Rất là nhiều khách Việt kiều, đặc biệt là khách ở Đà Nẵng á, thì khi mà trở về quê hương á, thì là người ta rất là tự hào bởi vì mình có một dự án ở vị trí đẹp như thế này. Và chính vì vậy mà người ta quyết định đầu tư ở Soleil mình rất là nhanh. Một số trường hợp, khách hàng đơn giản mua căn hộ ven biển đẹp để làm căn nhà thứ hai, dùng để phục vụ du lịch nghỉ dưỡng cho cá nhân, gia đình, bạn bè. Trong khi đó, nhiều khách hàng khác lại nhìn thấy tiềm năng lớn từ việc kinh doanh căn hộ này. Nhất là khi các dự án hợp tác với các thương hiệu khách sạn lớn, ví dụ như tại Đà Nẵng, Wyndham Soleil Đà Nẵng hợp tác với tập đoàn Wyndham đến từ Mỹ. Hiện nay khá là dư thừa nguồn cung, đặc biệt là cho dòng căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội. Thì chính những cái yếu tố đấy nó đã khiến cho các nhà đầu tư Hà Nội họ cần phải tìm một cái môi trường mới và một cái thị trường, một cái điểm đến mới. Và cái điểm đến mới này nói Đà Nẵng mới cũng không hẳn là mới. Tuy nhiên là có thể nói rằng Đà Nẵng phát triển vô cùng mạnh mẽ trong 10 năm vừa qua. Trên thế giới thì second home, tức là ngôi nhà thứ hai, là loại hình đã phát triển khá mạnh và lâu đời. Trước thực trạng quá tải dân số, kẹt xe, ô nhiễm, khói bụi đã gây áp lực lên hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì xu hướng mua ngôi nhà thứ hai ven biển Đà Nẵng đang trở thành điểm đến được giới thượng lưu quan tâm.